Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận giao hữu với Ấn Độ. Trong số 27 cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập ở đợt tập trung này, Văn Quyết là cái tên gây nhiều sự chú ý nhất. Trong buổi tập đầu, Quyết thể hiện được năng lực và sự hòa nhập tốt, dù đã lâu anh không được các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia trọng dụng. Anh Văn Quyết thì cũng khá là chia sẻ trên truyền thông ấy, nhưng mà những cái nỗ lực của anh ấy thì được thể hiện trên sân bóng. Chúng ta thấy là một cầu thủ mà duy trì được phong độ trong khoảng hơn 10 năm rất là khó. Với một cầu thủ vẫn còn cần cù, vẫn đóng góp được rất là nhiều cho câu lạc bộ Hà Nội thì được huấn luyện viên Kim Sang-sik tin tưởng thì đây là một cái hình mẫu cho tất cả các thủ ở Việt Nam duy trì được phong độ như nào, rồi là tiếp tục tiến bộ và phát triển bản thân như nào, mặc dù đã có những cái tuổi tác cũng là lớn. Đây cũng là lần đầu tiên tiền đạo Văn Quyết được triệu tập dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Từ đầu mùa, Văn Quyết ghi 2 bàn cùng Lê Công Vinh trở thành hai cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất V-League, 116 bàn. Sự trở lại của tiền đạo sinh năm 1991 gây chú ý khi anh không được trọng dụng ở hai đời huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, trước là huấn luyện viên Park Hang-seo, sau là huấn luyện viên Philippe Chu-xie. Mòn mỏi mà chờ cơ hội thì ai cũng mòn mỏi chờ cơ hội hết anh ạ. Nhưng mà quan trọng là cơ hội đến với ai và khi mà cơ hội đến thì nắm bắt như thế nào. Cái đấy rất là quan trọng và anh nghĩ là tất cả cầu thủ đều luôn luôn duy trì cũng như là giữ cái lửa, giữ cái niềm đam mê, giữ cái khát khao lên đội tuyển. Và tất cả cầu thủ đấy, không chỉ riêng em hay Văn Quyết đâu, mà tất cả cầu thủ thì luôn luôn mong muốn như vậy. Và khi có cơ hội thì cũng như là về cái thời cơ nữa thì mới tỏa sáng được. Thì bóng đá không phải là môn đấu một người, đôi khi mình thời cơ mình đến nhưng mà đội lúc đấy nó lại chưa tốt chẳng hạn, nó lại chưa vào cái thời điểm tốt thì phải nghĩ là phải đầy đủ các yếu tố thì mới có thể là tạo lên được những cái bước ngoặt trong sự nghiệp. So với đợt tập trung tháng trước, huấn luyện viên Kim Sang-sik thuận lợi hơn khi đội tuyển hội quân do V-League đã khởi tranh. Hầu hết các cầu thủ đều trong thể trạng tốt nhất và được đánh giá sẽ có màn trình diễn tốt hơn hai trận thua Nga 0-3 và Thái Lan 1-2. Đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Hà Nội từ nay đến hết ngày 10 tháng 10, trong đó ngày 9 tháng 10 là trận đấu tập kín với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, đương kim vô địch V-League và sở hữu 7 ngoại binh cùng một số cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Xuân Son. Đến ngày 11 tháng 10, đội di chuyển về Nam Định chuẩn bị cho trận gặp Ấn Độ một ngày sau. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.